rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp, có thể phát triển về tương lai. Dạ anh ơi. À... mời anh vào. Anh ngồi xuống đây. Dạ. À, em nghe nói là bên đây đang tuyển dụng phải không anh ha? Anh đến xin việc làm à? Dạ dạ đúng rồi. Anh xin việc làm với anh vị trí gì? Thì em nghe nói là bên mình có tuyển vị trí quản lý với nhân viên đó anh. À, thì hôm nay em muốn vô ứng tuyển vị trí quản lý. Dạ. Anh bị trừ một điểm. Anh bị trừ một điểm rồi. Em chưa có làm gì hết sao em bị trừ điểm vậy anh? Ấp úng sợ sệt như vậy. Anh bị trừ một điểm. À, dạ anh đừng hiểu lầm. À, chắc là tại vì em mới đi xin việc cho nên là em hơi hồi hộp chút xíu thôi. À, anh có thể hỏi em thêm một vài câu khác. Thật sự là anh kêu tôi là đã có coi sơ qua cái CV của anh chưa à? Dạ dạ. Tôi không coi kỹ đâu. Tôi chỉ nhìn lướt sơ qua thì tôi cũng biết đủ là anh không có kinh nghiệm. À, với lại cái tài năng, với lại cái trình độ của anh thì không phù hợp với cái chức quản lý của tôi. Anh ơi, không mấy anh cố gắng anh coi kỹ lại cái CV của em đi. À, thực ra trong đó nó có ghi hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của em. À, những cái công việc mà em đã từng trải qua đó anh. À, còn cái mức lương thì đối với em nó cũng không quan trọng lắm đâu. À, chỉ cần em chỉ cần một nơi làm việc và em chỉ cần một nơi để em cống hiến thôi anh. Anh có thể cân nhắc lại. Anh lại bị trừ thêm một điểm nữa. Người ta thang điểm là 10 điểm, anh trừ nãy anh còn 8 điểm thôi, anh hiểu không? Hả? 9 điểm rưỡi mới đậu, anh trừ 2 điểm nó còn 8 điểm. Coi như là anh đã rớt rồi, anh có hiểu không nào? Cho em hỏi là tại sao em bị trừ một điểm vậy? Anh coi thường chính bản thân của anh. Ủa, em coi thường bản thân em chỗ nào vậy anh? Đúng. Cái giá trị con người của anh phụ thuộc vào cái mức lương. Mà anh đặt cái mức lương của anh nó quá thấp, cho nên cái giá trị con người của anh thấp theo cái mức lương của anh. Anh có hiểu không? Vậy là giá trị của em nó tương ứng với mức lương thấp, là nó sẽ hạ thấp cái giá trị con người của em. Đúng vậy. Vậy còn một điểm nữa, tại sao em bị trừ vậy anh? Đó. Em bị trừ tới 2 điểm phải không? Cái điểm thứ nhất á, là tôi trừ anh rồi. Dạ. Là khi mà vô xin việc nói chuyện ấp a ấp úng. Hả? Anh có biết không? Bây giờ tôi chỉ cho một cái kinh nghiệm. Dạ. Tôi trải đời, tôi làm rất là nhiều công ty rồi. Dạ. Làm rất là nhiều cái vị trí ở trong công ty này công ty nọ. Dạ. Cho nên về nhà học cách nói chuyện, ứng xử với con người cho nó thật là hay, thật là nhanh, thật là gọn. Chứ anh vô anh nói chuyện với tôi, anh ấp a ấp cờ úng như vậy thì trừ điểm là phải rồi. Trời đất ơi, anh nghĩ sao anh vô đây anh đòi tuyển cái gì? Anh làm quản lý cho cái quán này hả? Không bao giờ nha. Trời đất ơi, làm phục vụ quán này cũng không được nữa. Anh rớt rồi, anh đi về đi. Em thú thật em chưa hiểu. Thôi mấy anh cứ coi thử cái hồ sơ của em đi. Cái CV anh lướt qua cũng được, nhưng mà bây giờ cái hồ sơ của em nè, em có ghi cặn kẽ lắm những cái kinh nghiệm. Coi sơ rồi, không cần coi nữa. Anh đã rớt rồi, không được. Anh không thể nào làm quản lý được. Trời đất ơi, tướng tá của anh như vậy à, dung dáng như anh như vậy là nghĩ sao? Anh làm quản lý cho cái quán này được, anh về đi. Nhưng mà... thôi, nè, đi về đi. Dạ. Em chào anh. Đi đi. Phải như vậy chứ. Chú quay về rồi hả? Mời chú ngồi. Sao vậy chú? Chú làm việc như vậy đó hả? Trời đất ơi, đang làm việc giữa chừng mà chú bỏ đi một nước như vậy là sao vậy hả? Chú vậy là chú sai, quá sai rồi, chú biết không? Chú biết chú sai rồi. À, chú xin lỗi mà tại có việc gấp chú phải đi cho nên... Việc gấp cái gì? Mình làm cái gì là mình không đưa ra cái công việc mới làm, hoàn thành xong công việc mình mới đi chứ. Mình làm công việc khác chứ đúng không chú? Con nó vậy chú thấy đúng không? Hả? Chú ghi nhận. Chú công nhận con thẳng tính. Tốt. Tự tin vậy là tốt. Con muốn xin vô làm gì ở đây nói chú nghe coi. Quản lý. Quản lý. Dạ. Đã từng kinh qua cái công chuyện này chưa? Hồi xưa thì con cũng là trải qua, con cũng làm quản lý rồi. Một năm trời. Quản lý ở đâu? Dạ trường tiểu học. Lớp 3A, lúc đó là mọi người bầu chọn cho con là lớp trưởng. Lúc đó con quản lý cả lớp luôn, khoảng 35 bạn. Con có rất kinh nghiệm. Con nhớ những kiến thức của đó từ xưa tới con. Rồi bây giờ con nói cho chú nghe sơ sơ về cái con đi. Dạ thì thật sự thì sau từ cái kinh nghiệm mà con làm quản lý của cái lớp 3A đó, là con là lớp trưởng á, thì về sau khoảng dăm mười mấy năm về sau thì con đậu rất là nhiều trường. Trường thứ nhất là con đậu loại giỏi về thể thao. Còn thứ hai con đọt xuất sắc luôn về môn hội họa.
Còn trường thứ ba thì con xuất sắc về cái lĩnh vực nghệ thuật. Cho nên ba cái môn đó con nghĩ là cái kinh nghiệm và cái học thức và cái tài năng của con thì con vô đây con đủ để con đậu cái chức quản lý. Con họ tên là gì, quê quán ở đâu? Con lại thấy chú sai nữa. Chú quá sai. Chú là một người chủ đi tuyển chọn mà cái người ứng viên gửi cho chú cái hồ sơ, cái CV mà chú không lướt qua, không đọc thông tin của con. Là con đã gửi mail cho chú rồi. Con gửi rồi hả? Dạ. Chú xin lỗi thôi, để chú coi sơ coi. 2 sắc 1 9 3 7 doctor. Rồi đây. 2 sắc. 2 sắc là cái sắc hả? Cái tên dễ thương quá. Chú bậy nữa. Chú nghĩ sao vậy? Đây này, 2 sặc mà. Cái 2 sặc này đó là tên tiếng Việt của con. Nhưng mà bây giờ là con học rồi, con xuất ngoại đồ này nọ. Cho nên nó con đổi tên thành tiếng Anh. Tên gì? Isaac. Isaac. Dạ. Tên cũng dễ thương. Dạ. Thôi bây giờ nói gần nó xa cũng vậy thôi. Bây giờ cái mức lương chú đề nghị đó con thấy sao? Quá thấp. Quá thấp. Với cái năng lực và tài năng và kinh nghiệm vốn sống của con thì con nghĩ đến mức lương của con là phải là phải lên gấp 5. Nào lần. Dạ. Uống hết ly trà đá rồi đi về con. Cái gì vậy? Chú không có khả năng chú nhận con vô làm cái công việc này ở đây. Có gì kỳ cục vậy? Với cái chức vụ gì là quản lý mà chú nghĩ sao quản lý cái mức lương bèo bọt như vậy? Con nghĩ với cái tài năng và cái kinh nghiệm của con phải gấp 5 lần như vậy chứ. Chú nghĩ sao chú đuổi con? Đó thì con gấp 5 lần cho nên chú trả không nổi. Thứ nhất là con chưa có kinh nghiệm về cái vấn đề quản lý, đúng không? Cái thứ hai là con thiếu kinh nghiệm về nhìn nhận bản thân của mình đang ở vị trí nào và làm được cái gì ở cái công việc này. Cái đó là cái quan trọng, không nhìn được bản thân mình ở mức độ nào. Cái đó cho nên chính vì vậy chú quyết định không nhận con vô làm ở cái quán này. Thôi được rồi, nếu như mà chú không nhận con á thì con đi qua quán khác. Có gì đâu mà chú phải đuổi con. Dạ em xin phép, em để quên cái đóng bảo hiểm, em xin phép. Ủa, cậu này đâu đây? Dạ con xin việc. Dạ. Vậy thôi kéo ghế ngồi đây. Tôi là chủ quán đây. Ủa chú là chủ quán hả? Vậy anh đây là... Xin việc luôn. Để... Anh quá đáng lắm luôn á. Quá đáng lắm luôn á. Tự nhiên hồi nãy tôi vô tôi xin việc, anh đứng ra anh tuyển dụng tôi rồi anh xài xể tôi cho đã vô, rồi anh đuổi tôi về. Cũng may là tôi để quên cái nón bảo hiểm, tôi mới có cớ tôi quay lại, tôi mới biết anh là giám đốc dởm đó. Ủa là có nói chuyện rồi hả? Anh nãy anh đứng tuyển rồi, anh xài xể con, anh đuổi con về chú. Chú hiểu rồi. Thôi giờ con kéo ghế ngồi đi. Dạ con xin phép chú. Dạ. Nha chú. Dạ. Dạ. Cậu vô đây xin việc gì? Dạ con vô ứng tuyển vai trò quản lý thưa chú. À vậy dạ, chú. Dạ. Chú ứng tuyển bằng này thì con bây giờ con rảnh quá con đi về. Thôi cậu cứ ngồi chơi đi. Dạ. Biết đâu là sau cậu này cậu có cơ hội. Dạ chú. Rồi hồi nãy có nói chuyện qua rồi, tại sao cậu đánh rớt người ta? Dạ tại bởi vì cái bạn này đó thì nói chuyện không có lưu loát, ấp a ấp úng, không có tự tin, con đánh rớt. Cháu có bằng cấp gì không? Dạ thưa chú, thật ra là con học ở trên Sài Gòn thì những cái ngày mà con học trên Sài Gòn con học hệ vừa học vừa làm. Thì con lấy được 2 văn bằng. Văn bằng thứ nhất là bằng quản trị về nhà khách sạn. Văn bằng thứ hai là văn bằng về quản trị kinh doanh. Thì không giấu gì chú thì thực ra là vừa đi học vừa đi làm thì nó cũng hơi khó khăn. Thì tình cờ con thấy được cái bên chỗ của mình cần ứng tuyển á, thành thử ra là con muốn vô đây con ứng tuyển. Dạ chỉ vì 2 lý do thôi thưa chú. Thứ nhất á, là cái công việc này là công việc yêu thích của con. Lý do thứ hai là cái cơ sở này nó cũng gần nhà của con muốn làm việc ở những cái nơi mà được gần nhà mình để được gần gũi với gia đình mình. Dạ. Rồi với cái mức lương mà chú đưa ra đó con thấy sao? Dạ theo con thì thật sự thì con rất cần một cái công việc chuyên môn. Còn trong thời gian con cống hiến như thế nào thì chú thấy cái khả năng và cái thực lực của con như thế nào, chú có thể cân nhắc lại về cái khoản lương cũng được. Dạ. Chú quyết định nhận con vô làm quản lý ở quán này. Hả? Chú nói thiệt hả chú? Thiệt. Gì kì vậy? Cái bạn này nè, nói chuyện không có lưu loát, ấp ba ấp úng. Đâu được, tự nhiên chuyển làm quản lý xong chuyện con là có trình độ hơn. Con à, trình độ thì chú cũng cần, nhưng mà chú cần nhất là cái thái độ. Mà cái thái độ làm sao mà cần? Thái độ con nó tự tin, mà tự tin một cách thái quá. Là bởi vì con thấy con đi xin làm nhiều chỗ rồi, mà nếu như với có phong thái mà không tự tin rụt rè như vậy thì ai mà chọn mình làm cho mình làm quản lý? Cho nên con phải tự tin, phải trình độ dữ dằn lên cho người ta chọn con. Chú nói con nghe nè, tự tin là tốt, nhưng mà đừng có tự tin thái quá.
con phải biết đặt đúng nơi đúng chỗ đúng lúc, hiểu không? Còn con nữa, khiêm tốn là tốt nhưng mà đừng có quá nhút nhát rụt rè, nhiều khi mình mất cơ hội, con hiểu không? May mà chú về để kịp, chứ chú không về để kịp là con cũng mất cơ hội rồi, thấy chưa? Dạ con cảm ơn những lời dạy của chú. Còn con nữa, bây giờ còn một cái chân nhân viên ở đây, con có chịu vô đây làm từ từ phấn đấu không? Dạ sao con chịu.